Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Tây Hành Kỷ. Ở video trước, Như Lai đã tới gặp Tôn Ngộ Không, mong muốn cậu tới Atula Quốc một chuyến. Tôn Ngộ Không cũng đồng ý, hai người lập tức lên đường, trong mấy chốc đã tới Atula Quốc. Lúc này Tôn Ngộ Không mới hỏi thăm mục đích mà hắn muốn nhờ phả, Như Lai nghe về cũng thẳng thắn giải thích. 300 năm trước, Thiên Quân và Atula đại chiến, Đế Thích Thiên đem một thanh kiếm tượng trưng cho chính nghĩa thất lạc trong phế đồ. Nếu bọn họ tìm lại được thanh kiếm kia thì có lẽ có thể từ trong đó dò xét ra chân tướng thiên giới biến thành tối tăm. Đế Thích Thiên không tiếc trả giá cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hỏa, nếu có thể dùng cái này giải quyết vấn đề của thiên giới. Đến lúc đó, con đường trả kinh của đường Tam Tạng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng có yêu cầu riêng, nếu nhàm chán quá, cậu sẽ không làm. Sau khi tiến vào phế đồ, Như Lai sẽ nghĩ cách thu hút sự chú ý của tất cả Atula đấu sĩ cùng với Atula Vương. Phần việc của Tôn Ngộ Không là tới di tích chiến trường trộm lấy trường kiếm. Nói rồi, hắn liền đưa cho cậu một quyển trục. Sau khi thành công, nội dung quyển trục sẽ cho cậu biết hành động tiếp theo. Một chuyến này có lẽ chỉ có một người có thể thoát. Atula có danh xưng thần chiến đấu, bọn họ cực kỳ dũng mãnh, thờ phụng võ lực mạnh nhất. Cho nên đây chính là quốc gia mà ngay cả thần cũng không dám xông loạn. Ngoài trừ đối ngoại, trong đồng tộc của bọn họ cũng cực kỳ tàn khốc. Từ khi còn nhỏ đã phải chịu đựng rèn luyện cực hẳn. Ngay cả Atula Vương hiện nay là La Hầu cũng không ngoại lệ. Nhớ lại năm đó, khi La Hầu còn trẻ tuổi đã có sức mạnh cùng tài nghệ kinh người, một thân một mình, hai tay hai kiếm chém hết đối thủ trong thí luyện. Hắn không muốn giết bọn họ, vậy nhưng hắn lại không có lựa chọn. Nơi này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, không phải bọn họ chết thì là hắn chết. Sau khi sống sót sẽ đạt được danh xưng chỉ có huyết thống Atula kiên nghị nhất mới được truyền thừa là đấu sĩ Atula. Đấu sĩ do phòng nghị sự tuyển chọn ra có thể lựa chọn gia nhập quân đội của ba vị Atula Vương, dùng máu tươi tranh lấy vinh quang và giai cấp cao hơn. Tuy nhiên, La Hầu lại không muốn tham gia vào bất cứ quân đội nào mà là muốn quy ẩn. Quy ẩn trong mắt đám người Atula chính là sự sỉ nhục, tự nguyện đọa lạc, không xứng đáng cho thành đấu sĩ. Tuy nhiên ý của hắn đã quyết, cho nên nhanh chóng rời đi. Như Lai nói tiếp, La Hầu năm đó chính là vua của phế đồ bây giờ. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền cảm thấy thú vị, có vẻ như tên kia là một đối thủ đáng gờm, hay là bọn họ trực tiếp khiêu chiến hắn rồi đem vật kia về. Như Lai tỏ vẻ không đồng ý, thực lực của Atula Vương sâu không lường được. Hơn nữa 16 năm trước hắn bị thương còn chưa hồi phục, lại thêm xuất quan sớm khiến cho thân hồn hao tổn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng đánh trực diện với La Hầu. Trận chiến năm đó La Hầu xưng vương, ngay cả thiên giới cũng phải rung động. Sau khi Quy Ẩn quay về, La Hầu trực tiếp đứng ra khiêu chiến tất cả chiến sĩ dưới trướng Tam Vương nhằm trở thành vị Atula Vương thứ 4. Lời khiêu chiến này quá ngông cuồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra kháng nghị như vậy. Lý do để hắn làm như vậy là vì muốn thay đổi chế độ của Atula tộc. Hắn ghét việc chém giết lẫn nhau, vậy nhưng lại không thể làm như vậy. Rất nhanh, mấy chục tên đấu sĩ cũng nhảy xuống sân nhận lời khiêu chiến. La Hầu lập tức bỏ phát thực lực, hai tay hai thanh đao chém về phía đối thủ. Cứ như vậy, hắn liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ, không ăn không uống, chiến đấu cho tới khi không còn kẻ nào dám khiêu chiến. Từ trận chiến đó, La Hầu trực tiếp trở thành Tân Vương và cùng với ba vị vương khác cùng nhau quản lý Atula Quốc. 300 năm trước, Như Lai từng gặp hắn một lần, lần này tới đây một phần cũng là gặp lại bạn cũ. Tiếp tục đi lên một đoạn, hai người liền bị một tên đấu sĩ nhất đẳng gọi là quỷ sát chặn lại. Hắn xuất hiện chính là để xử lý vụ này, muốn gặp vương của bọn họ đương nhiên không vấn đề gì, nhưng làm mang theo đầu lâu của hai người tới gặp vương. Nói rồi hắn cũng lao lên, Tôn Ngộ Không nhanh chóng lao ra ngăn cản, vừa hay bản thân đang muốn thử giãn gần cốt. Quỷ sát ngay lập tức bị ăn đòn, bị đá liên tục vào mặt. Chỉ có điều, khí tức trên người hắn càng ăn đòn càng tăng lên. Danh tiếng của Tôn Ngộ Không trên thiên giới lẫn cả nhân gian ai ai cũng đều biết, và những đám người này lại không coi là gì. Chém giết đại yêu và thiên thần chính là con đường dẫn tới thành công, khiến danh tiếng càng thêm nổi bật, cho nên cả đám nhanh chóng bao vây Như Lai lại một chỗ. Như Lai vẫn như cũ hạ giọng nói chuyện, muốn đến hội nghị. Tên quỷ sát nghe vậy liền từ chối, hắn không phải là Atula tộc, không có tư cách đến hội nghị. Tuy nhiên Như Lai lại là người nắm rõ quy củ, quy tắc chính là bất luận kẻ nào cũng có thể tới hội nghị. Chính vì vậy xin một đối một giải quyết phần tranh trước mặt mọi người. Quỷ sát vẫn không muốn nghe lý lẽ, hắn định lao lên vậy nhưng hồ cơ đã ngăn lại. Hồ cơ chính là nghị sự trưởng phế đồ. Đây là luật pháp bọn họ lấy làm tự hào, bọn họ tuyệt đối không ngại khiêu chiến. Hắn đã đưa ra kháng nghị, nếu quỷ sát không phục, vậy thì có thể giết hắn trên hội nghị là được. Không thể cãi lời, quỷ sát đành phải tạm thời từ bỏ việc xử lý Như Lai và Tôn Ngộ Không. Hồ cơ chậm rãi tiến về phía trước mặt cho hỏi. 300 năm trước, nàng từng gặp mặt Như Lai, tuy rằng hắn khác với thiên thần khác, vậy nhưng chung quy giữa bọn họ vẫn là kẻ thù. Như Lai nghe vậy vẫn kiên quyết muốn được gặp mặt cùng vương La Hầu. Hồ cơ không còn cách nào khác là đồng ý, sau đó phân phó người thông báo tất cả đấu sĩ tổ chức nghị hội. Rất nhanh, nghị hội cũng tập trung đầy đủ. Đang yên đang lành, kẻ thù lại tự mình xuất hiện tại nơi này. Cả đám người tộc Atula vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên là tất cả đều muốn lấy mạng của hắn.
Nội dung cuộc hội nghị như sau, Như Lai muốn gặp mặt Cuồng Vương, kẻ nào có ý kiến thì cứ việc bước lên sân chiến đấu. Một tên đấu sĩ tam đẳng và bạch cầu lập tức muốn ra sân, giết chết thiên thần cấp cao sẽ mang đến cho hắn vinh quang vô thượng, đồng thời trực tiếp tấn thăng làm nhất đẳng đấu sĩ. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng thắc mắc, chỉ một tên còn con như vậy cũng dám khiêu chiến Như Lai, chẳng hiểu là đám này đang nghĩ cái gì. Ngay lúc tên kia đang hô hào mọi người cổ vũ thì Như Lai đã đứng dậy và tặng cho một đấm vào mặt khiến hắn ta nằm ngã ngửa. Điều này khiến khán giả quan chiến vô cùng kinh ngạc. Cứ tưởng là trận này đã có kết quả nên Như Lai lập tức yêu cầu người kế tiếp. Nói tới đây, tên bạch cầu đã chẳng biết từ khi nào đứng dậy, hắn ta nhanh chóng lao tới tấn công. Điều này làm cho Như Lai cũng phải ngạc nhiên, đã chịu một kích như thế, vậy mà lập tức có thể đứng dậy tác chiến, đúng là không tầm thường. Bạch cầu tiếp tục tấn công, một bên dùng sức mạnh nắm đấm, một bên còn lại sử dụng kỹ năng. Trải qua vài chiều, Như Lai cũng phải cảm thán, tam đẳng đấu sĩ vậy mà có thực lực như vậy. Vậy nhưng đứng trước Như Lai, bạch cầu liền bị ăn thua thiệt nặng, buộc hắn phải sử dụng ra đấu hồn. Đấu hồn chính là trạng thái tác chiến tối cao của Atula, mặc dù không thể duy trì lâu, vậy nhưng chiến lực lại cực kỳ cao. Quả nhiên là như vậy, dù vẫn bị dính đòn, vậy nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại được lợi thế, kịp thời tung chiêu phản công đẩy Như Lai vào thế khó. Tôn Ngộ Không chứng kiến nãy giờ cũng ngạc nhiên, thực lực đấu sĩ tam đẳng đã có thể đánh với Như Lai. Như vậy xem ra có phải mau chóng hành động, mà Hồ Cơ cũng đem tin tức thông báo cho La Hầu. Lúc này chiến lực của tên bạch cầu đã tăng lên đáng kể, dễ dàng bón hành cho Như Lai. Hắn tự tin nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên nếu để ý, chúng ta liền nhận ra Như Lai nãy giờ vẫn chỉ dùng tới các kỹ năng chiến đấu cơ bản, chưa cần sử dụng tới thần hồn. Cả đám quan chiến đều nghĩ rằng bạch cầu nắm chắc phần thắng rồi, chỉ riêng Hồ Cơ là ngược lại. Bạch cầu quả thật là đấu sĩ hàng đầu, vậy nhưng Như Lai năm đó hắn có thể xưng là đệ nhất thiên giới. Khi ấy hắn còn chưa được nội liễm nho nhã như hiện tại, nàng từng được chứng kiến chiêu thức tất sát nộ quyền, cho tới nay vẫn không thể nào quên. Hiện tại, thế hệ đấu sĩ Atula này chưa có mấy ai được chứng kiến sự lợi hại của hắn. Nếu hắn vẫn như xưa, vậy thì bạch cầu chắc chắn không phải là đối thủ. Vừa nói xong, Như Lai rất nhanh cũng tìm được điểm yếu của bạch cầu. Sau đó trực tiếp đánh gãy cánh tay rồi tặng thêm một quyền nữa vào mặt khiến tên kia nằm ngã ngửa. Chỉ với đôi ba chiêu đã dễ dàng hạ gục được đối thủ. Cả đám chứng kiến cảnh tượng này lại thêm kinh ngạc. Bà nãy rõ ràng bạch cầu chiếm được ưu thế, không ngờ lại thua nhanh tới như vậy. Vừa mới mang tên kia rời khỏi sân, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một tên khác đã nhảy lên võ đài khiêu chiến. Như Lai nhận biết gã này, lão ta gọi là quỷ đầu đào, nhất đẳng đấu sĩ. 300 năm trước, hai người từng giao thủ với nhau, chưa phần rõ thắng thua. Sự xuất hiện của lão làm cho khán đài càng thêm náo nhiệt. Năm đó lão ta từng chém giết vô số thiên quân trong trận chiến ở Phế Đô, nên lần này sẽ lấy mạng Như Lai. Hồ Cơ ngồi chủ trì lên tiếng nhắc nhở, chỉ cần có người tiếp tục xuất chiến, vậy thì hội nghị sẽ không kết thúc. Vừa nói xong, quỷ đầu đao liền lập tức bộc phát ra đấu hồn, sau đó lao lên. Mỗi một nhát chém đầu mang uy lực vô cùng kinh khủng khiến sân đấu nứt vỡ. Chỉ với một chiêu đã dồn Như Lai vào thế khó, phải liên tục thở dốc. Thần hồn của hắn chưa khôi phục, lại tiêu hao nhanh như vậy, cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc hắn sẽ kiệt sức. Không chờ đợi thêm, quỷ đầu đao lại một lần nữa ngưng tụ thực lực rồi lao lên. Cùng lúc này, Cuồng Vương La Hầu vẫn đang ở bên ngoài quan sát đám trẻ săn giết đại giác sư. Hắn đột nhiên nhận được tin tức do Hồ Cơ gửi tới. Sau khi biết nội dung, hắn liền thắc mắc, nếu Như Lai muốn gặp hắn, vậy thì không cần phải tốn công như thế này. Hiển nhiên La Hầu cũng suy đoán ra mục đích hiện tại mà Như Lai đang làm, chính là thu hút sự chú ý của tất cả Atula tộc trong Phế Đô. Và tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé. Nếu thấy video bổ ích, vậy thì đừng quên để lại cho chúng mình xin một like. Cảm ơn các bạn đã xem, xin chào và hẹn gặp lại.